Năm 2000. Chương trình này chúng tôi cũng có dự kiến sẽ tường thuật trực tiếp để phục vụ toàn thể khán giả trong cả nước. Và đêm 30 tháng 12, ba đội sẽ tham dự trận thi đấu cuối cùng để chọn ra đội vô địch SV2000, một danh hiệu hết sức cao quý đối với các bạn sinh viên. Và đã có hai đội lọt vào trận này, đó là trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội và Đại học Đà Nẵng. Hôm nay trong số 3 đội mà chúng ta sẽ theo dõi sẽ có một đội thứ 3 tham dự trận chung kết để tranh chức vô địch. Đêm và ấm à, một mái tóc đẹp. Còn bây giờ chúng tôi xin mời những nhân vật chính ra sân khấu để chào tất cả chúng ta. Đó là 3 trường sẽ tham dự trận chung kết khu vực Việt Nam với chủ đề Sinh viên Việt Nam với sự phát triển nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi xin mời Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các bạn, tới tham dự trận chung kết SV2000 khu vực miền Nam với chúng ta, ngoài tất cả những cổ động viên yêu quý rất nhiệt tình và không thể thiếu được trong mỗi cuộc thi SV, thì còn có các vị đại biểu và các vị khách quý mà bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu. Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo, phụ trách Văn phòng 2, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Đào. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương kiêm Giám đốc Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Châu. Tới dự với chúng ta có Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trương Quang Mười. Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quốc Bảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị thành viên trong ban giám khảo. Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, nhà báo Vũ Quang Vinh. Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam, nhà sử học Dương Trung Quốc. Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Văn Hùng. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng. Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ Cười, nhà báo Lê Văn Nghĩa. Và vị giám khảo thứ 7, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Văn Thành, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cảm ơn 7 vị thành viên trong ban giám khảo, chúc họ thành công trong công việc của mình. Chúng tôi xin thông báo phần thi tài năng sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Tưởng giá lên tôi mới trồng xài, hay đâu xài nó rớt giá, hay đâu xài nó rớt giá, tôi tiếc hoài mấy công đất nhà mình nữa bà. Thì đó tôi rầu ông ghê hết đó. Cái cây trồng này bán không được, nằm chắc bóng, nuôi dễ gì mà ông thò hết rồi. Còn mày đâu uống rượu nữa, ông á phải tính làm sao cho đặng đi kìa. Tính hả?
tôi chính vậy là tôi được không? Xoài chín nhiều vậy mình bào ra sắc nhuyễn nấu lên như súp cây, cầm trang dở gốc không ngon thì cũng đợt đầu khen ngon. Còn trên trên nè, nó tròn tròn như trứng vịt vậy, mình bắt lên kho tiêu. Rồi năm nay tôi bà ăn hết rồi, năm sau ráng trong cái lưng này ra trồng nữa. Tôi nói thiệt với ông đó nghe, là năm nay trồng trứng nhiều vậy bán không được, không biết sao năm nay có trứng trồng nữa không. Ừ ha. Ừ. Nhưng mà sao tôi bà sống nhờ đất, không trồng làm gì ăn, làm gì cũng phải trồng ba mớt lợn. Bán không được ông tính làm sao? Lợn bán không được rồi hả? Vậy thôi thôi bà đi đi. Đi đâu? Đi cho tôi ngủ. Trời đất. Lỡ bán không được thì ăn. Mình chỉ cầu vừa đủ xài thôi mà cũng không được. Thiệt hay là cái cây bên nước em rồi ăn không hết. Thi nhau đó ăn ở bên cây bên cầu đó khó vậy mà. Má, tôi nói gì? Trời ơi, má bỏ mới nè. Mày á nghe, tự nhiên cái mày đi hoa về, mày biểu ba mày chặt hết cây đằng sau, ổng dọn mày tới từng lễ mai với Dũng. Trời ơi, tại con Dũng tới rõ. À má ơi, có này cho ba má nè. Cái gì vậy con? Ủa, xài đâu đẹp dữ vậy? Trời ơi, xài thái đó má. Xài mình mà buộc về chắc không nằm, chắc đóng đó đâu con. Hay hơi rửa mặt mũi chân tay rồi rồi coi tên nước. Năm nay nước lớn quá má. Ừ, năm nước lớn quá. Mà sao bắt năm không vui vậy? Trái thì trúng, giá thì chật, sao mà vui được? Thì cũng già rồi, như má tôi lứa này là lứa tới mười mấy, 20 rồi. Đẻ con ra trái suy dinh dưỡng sao quán được? Ý, nhỏ là đẹp quá vậy kìa. Cô là xài thái, cô qua đây chi? Cho rối da kem đó vậy? Vì cô mà tôi đi ế nè. Chảy nước ra nào có thấy không? Lại còn điều đàn mà áo lưới nữa chứ. Trời, chị biết sao không? Mà áo lưới vậy hả? Đi xa đã bị bầm dập đó. Hay quá ha. Còn đầu tư từ vị hai trên cây bỏ xuống đất phơi nắng rồi bỏ đi xe chở đi bán, bầm dập mặt muốn chết luôn. Lấy cái cúng đó luôn không? Trời, cũng biết quá à. Tụi nghiệp anh ghê vậy. Anh biết sao không? Không. Da thịt mình mỏng mà. Họ giữ gìn cẩn thận lắm, người ta dùng tao mới chọn chứ. Đúng không? Thế em nè. Tròn canh chín mọng vậy ăn là hổng. Vậy em có bí quyết nào chỉ cho anh biết? Có chứ. Bí quyết của em á hả? Bí quyết của các ngôi sao thế giới nha. Giống xịn nè, trồng đúng quy trình kỹ thuật nè, bảo quản sao thu hoạch nữa. Nhờ vậy hả, tới tay người tiêu dùng rồi em chỉ còn mong mưởng gì nè. Xí ngồi mấy chị dưỡng à, không có chơi với chị đâu nha. Bye bye. Này nè, tôi nói cho bà biết nè, mấy chục năm về trước tụi tôi không có thua ai đâu nghe. Không, năm sáu chục năm về trước thì ổng thua, chứ giờ nó với mình thua lắm á. Thua là cái chắc, nó đạt tiêu chuẩn đi nước này nước nọ, mình nằm xó ở đây buồn quá. À, buồn ghê á, công ty trong nước còn không nói tới, nói chi công ty nước ngoài. Bây giờ làm sao? Hỏi ông Năm. Giờ sao Năm? Giờ sao Năm ơi? Tôi để kỳ á. Sao vậy? Sao vậy? Mày, thằng Dũng, mày đi giờ mày đứng lên đặt hết được cái là sao vậy? Cái thằng trời đất. Má. Mày đứng lại. Con gan xin ba dừng tay lại, để con đây cạn có một đôi. À là, chứ gì phải không? Mỗi lần là đánh nó là nó hát à. Rồi nói đi con, nói đi con. Vậy con là về mình cầm cái đặc sản này đừng cầm cục lung nữa. Mà ba biết không, đặc sản thì có trời ơi, sầu riêng mông to hộp lép cơm vàng nè, nhãn sườn cơm vàng, nhãn tiêu da bò, bưởi năm rồi, bưởi da xanh. Ngon lắm ba. Mà ba, con tính rồi, mình trồng cái gì trồng phải giúp tình với cái giống cây, giống cây thối quá nữa. Cái gì thối quá mày? Cây của tao tuy già nhưng nó còn ngon mày. Dù gì nó cũng nuôi mày với má mày tới giờ. Bây giờ mày muốn trồng cây mới hả? Mày làm sao giữ được cái cây cũ của tao, tao mới chịu. Chịu thôi đó, không bỏ cây cũ thì tất nhiên trồng cây mới. Nhưng mà vậy thì tôi mới nói đó chứ. Thế được. Sao xong ra nó nói được không? Dạ được ba. Dạ anh vậy, mình muốn trồng đặc sản á, phải tha giống cũ bằng giống mới. Mà mỗi năm á mình làm lần lần trong hai trong thôi. Cái tới lúc mà giống mới hoặc được cái giống cũ đâu còn gì nữa má. Ừ, được rồi. Nói nghe ngon quá con. Ừ. Lúc đó trái cây cũng đầy đàn đầy đống không ai mua. Tao biểu mày ăn hết. Tụi ăn cho. Bà má yên chí. Bà má biết không, hồi tụi sinh viên ngoại thương trường con thì lập cái công ty gọi là dân tính. Con chuẩn bị rồi nè. Cái gì ông? Cái gì ông? Con biết cả. À, anh coi. Trách nhiệm của dân tính á là đầu tư cho việc sản xuất chế biến và bao tiêu sản phẩm trái cây để xuất khẩu đó mà má. Bao tiêu hả con? Dạ. Nhưng mà bao tiêu làm sao con? Ừ. Dạ là anh vậy,
Ông Năm cần gì? Giống. Có chúng tôi. Kỹ thuật làm sao? Chúng tôi có. Đầu ra nữa chứ? Chúng tôi là dễ quạt bao tiêu, Dân Tính luôn là bạn đồng hành của nhà nông. Dân Tính luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Được bao tiêu, ông Năm tự tin bước ra nhiệm vụ mới. Quạt bao tiêu, nâng niu nền nông nghiệp. Bác, bác sao bác? Không con. Chắc bác tôi quyết định đi bác. Nếu mà được thì chạy đi bác chỗ hết rồi thì bác. Thì sao? Thì chạy đi bác. Thì tao chuyện. Một vấn đề đặt ra rất rõ ràng qua phần thi của Đại học Ngoại thương mà chúng ta đã thấy, đó là vấn đề cạnh tranh giữa hàng sản phẩm nông nghiệp nội và ngoại, và những hình ảnh, một câu chuyện của gia đình của ông Năm đã nói cho chúng ta rất nhiều điều. Chúng tôi nghĩ rằng trong phần thi của mình, Đại học Ngoại thương cũng đưa ra một vấn đề hết sức khó khăn đối với nông dân ta hiện nay. Vâng, quả thực đúng như vậy. Hiện nay trong sự cạnh tranh và qua những nhân vật đã được nhân cách hóa ở trên sân khấu, chúng ta thấy rằng chính chúng ta cũng phải tự nhìn nhận lại, có những sản phẩm nông nghiệp của chúng ta đã có từng có thời là những niềm tự hào đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thì bây giờ cũng phải nhìn lại mình xem có bằng được các nước hay không. Có những sản phẩm chúng ta không thể bằng được, và chúng ta phải làm cái gì đó để thay đổi sự tương quan này và tìm cách tháo gỡ cho sự cạnh tranh mất cân đối này. Chúng tôi nghĩ rằng những phần thi, những ý tưởng của các bạn Đào Ngoại thương đã không chỉ đối với chúng ta hết sức thú vị, mà đối với bà con nông dân, những người đang trực tiếp sản xuất, hay đối với những người đang có trách nhiệm lãnh đạo nền phát triển nông nghiệp của Việt Nam cũng sẽ có những suy nghĩ nào đó. Chúng ta cảm ơn và chúc mừng trường Đào Ngoại thương đã trải qua phần thi của mình. Phần thi tài năng sinh viên của trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Tế đi đâu như trâu rượt vậy? Hồi nào giờ á, mình sống giờ là lúa đúng không? Đúng không? À, vậy mà mày thử nghĩ coi, bao nhiêu công sức cùng bao mồ hôi ta làm ra, lúa cơm trên đồng chiếu hạ ta canh đồng xa, không dưng ra bây giờ không người nào muốn mua, nào đem chất cho bùng bồ, ai mua mà bán hả mày con? Tế nói chơi hay nói giỡn vậy? Không chỉ có lúa với trái cây của tế mày không đâu. Trời ơi, còn mía nữa kìa mày. Trời ơi, bây giờ hả? Cha con cái thằng Tư Đực á, Tư Kẹo á, chắc chí nó mía nhà đó. Ai chẹp? Em của tôi nói cho mà nghe, tôi đi chẳng hàm ăn mẹ mô, nhưng mà lỡ chồng rồi chả ai mua. Bỏ thì tiền quả lạng ăn mà có sung sướng chứ mô. Ăn nhiều dù nó đục địch một chẹp là còn tốn tiền mua vua ca, làm giàu trong 1800 nữa. Cái gì ta, cái gì ta? Thầy có nói rồi, giờ ai đâu còn làm ruộng nữa. Nhưng tôi có mấy thảo đất là tôi bán hết. Lấy tiền xây nhà, mở cái đồ cơ, hết tận hóa. Cô ấy làm chi cho nó khổ. Nhưng mà bé không có lúa mà bé ăn. Ông bé cái gì hết trơn cái đòi á. Dân đô hát xuống tao nhà tôi á, là quên cá lấu chìa. Nó không trả bằng tiền, mà nó trả bằng lúa. Mà nè, vậy? Con trai ông á, còn thiếu đi một dạ. Cái thằng ba này, cái tiếng này mày cũng kìa. Trời ơi, trời ơi, cũng tại ngày nào tôi cũng nghe là nghe tiếng ca tiếng hát sao xin suốt ngày đi. Tôi với theo đứa bạn tới chơi để cho giải phiền, mở thành danh ca cỡ như Madonna.
có ma quỷ gì trơn hay không? Tóc trắng hay không? Tôi luộc tôi cuốn anh bây giờ á. Còn bay nữa, đã quay lưng với đồng ruộng rồi, bây giờ còn lôi cái này tôi trẻ, quay cảm thấy là quá hả? Hầu chưa có thì nói là thiếu chỗ giải trí, mà hầu có nào đó thì dụ dỗ vị thành niên, cá cầu thì mới có tiêu chứ. Ta cùng chờ mấy người vừa bay thôi chứ, mệt quá thôi tôi về. Anh ơi, mẹ mẹ ở đây em sống không quen. Bây giờ mình phải tìm cách chi, chưa nhớ lý thôi không được mô. Anh cục cọ trực là người phụ việc cho cố thư ký của ông phó chủ tịch hội nông dân rằng anh không lấy tiền. Chuyện này tôi biết gì mà lên đi xuống. Ừ, tôi thấy cái chuyện này để ông nhà nước ông làm. Nhà nước và bà con nhân dân cùng làm mấy. Tí đừng có hấp hối, tí để tôi nói hết đã. Việc đầu tiên mình phải coi tại sao lúa mình bán không được, vì kém chất lượng hay vì giá mắc chắc. Ý mi nội là cái khấu sản xuất đó. Giỏi. Đất đai ngày càng bạc màu, tại sao cứ phải làm mỗi năm nhiều vụ, lúa kém chất lượng là vậy đó. À, vậy là trước tiên mình phải cứu đất. Tía thông minh đó. Trời đất ơi. Chưa đâu, còn phải có giống tốt nè, chăm bón phải có khoa học nè, hạt lúa làm ra cỡ dày nè mới bán được. Mà cái quan trọng á là phải làm bờ bao ngăn lũ, chứ để cái kiểu lục lội như Đồng Tháp vừa rồi là lúa luôn. Còn cái con mẻ đường thôi rắn. Hà, cái vụ đó hả? Nếu như mà đường mình lúc nào cũng mắc hơn giá thành của đường ngoại á tía. Tại sao mình không xài đường ngoại tía? Cái đất trồng mía đó chuyển sang trồng cái cây khác có lợi hơn. Chứ cái đó kêu bằng tận dụng lợi thế so sánh trồng mía nè. Hôm nay thằng này nó ăn trúng gì á? Nó nói với cha như phân vậy? Không phải tôi nói đâu tía. Ai? Mấy chị mùa hè xanh đại học kỹ thuật công nghệ nói á. Mấy chị đi xóa mù chữ về kìa tía. Dạ chào hai bác. Chiến sĩ mùa hè xanh nào? Giỏi. Tây cũng quan tâm tới đồng ruộng quá chứ. Không đi gì cháu đâu mà mọi người cũng quan tâm đến nông nghiệp đó bác. Ừ. Mà có cấp giỏi không con? Chứ nói những cái thằng tí này bác có tin luôn. Dạ thưa bác ba, để thực hiện sự nghiệp phát triển nông thôn thì nhân dân mình phải cùng góp sức với nhà nước. Mà tụi cháu phải có trách nhiệm, vì hạt gạo quê mình là nguồn dinh dưỡng quý giá mà đất đai đã ban tặng cho chúng cháu đó bác. Đúng nữa, tôi trẻ như tí mà việc nghị mới là nguồn tôi, thành là mừng cho tương lai tôi nữa đó. Nếu như con người và đất đai được đầu tư đúng mức thì chắc chắn rằng mà ngoài đồng lên những mưa đôi mà bông đừng có thương chất lượng thương tâm người yêu đất ruộng mà mong lúa lên dạt đường đời người nông dân sẽ ngày càng được ấm êm ấm hơi tương lai đèn sáng. Các bác các chị ơi, với chủ trương công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự nỗ lực của toàn dân, những cây cầu nối liền tất cả chúng ta, những cây cầu của sức trẻ, của tri thức, của sáng tạo đã nối liền. Mở hồ nuôi, mình nông thôn mới thành thị. Ở đi cầu sáng đỏ nước xanh, sáng hương lâu rồi hai đời thơ. Nhà qua bên này anh về lên đây, thành phố công quê bông như gần đài. Quê hương mình đi lên trong đất hồ muôn trái tim. Nhà nước đầu tư dần dần góp sức, tiến lên hiện đại hóa nông thôn Việt Nam. Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ đã cho chúng ta thấy những hình ảnh, tôi nghĩ rằng truyền tải rất nhiều ý tưởng ở trong phần thi vừa rồi. Và quả thực những điều mà các bạn Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ đã đem đến cho chúng ta, gây cho chúng ta nhiều bất ngờ. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ nói một lời xin cảm ơn và chúc mừng Trường Đại học Dân lập Công nghệ đã đưa đến cho chúng ta những ý tưởng thật là hay, thật là tuyệt vời. Phần thi tài năng sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Chuyện kể rằng ngày nãy ngày nay có hai anh em nhà kia vào một ngày nọ. Phải cấm, tôi quyết cô chỉ âm thầm nghe theo. Làm nông cứ phải phận nghèo,
đi bằng mảnh đất ta béo thị thành. Anh hai, cái gì? Ăn chanh bón gốc cây chanh, điều anh tính chẳng thuận tình tổ tiên. Nhà nông mảnh đất là thiên, người không phụ đất, đất vì người sao? Họ anh ơi đừng bỏ ruộng làng, bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu. Thôi, tao đây quyết chí lên thành, giàu sang phú quý là tao lên đời. Nếu còn muốn bán đất này, thằng mày cái khí. Chúc mày giàu to. Anh hai, giàu to. Anh hai, giàu to. Ông là ai? Chuyện chi sầu não con ơi, ta đây thuận cơm ta lời giúp cho. Thôi, cực lòng con lắm thần ơi. Con nay tay trắng rối bời ruột gan, than gì thân thể úa tàn, trái thì không có, sao hoang lá vàng. Khê, có gì mà giỏi thở than, đây quỷ hỗ trợ sẵn sàng cho dây. Siêng năng lao động đêm ngày, giết cạnh thân lạc thế này lên hương. À, tạ ơn thần thế chỉ đường, quyết giải tạo giống thành vườn chuyên canh. Quyết giải tạo giống thành vườn chuyên canh. Vào mua chưa? Dịp hỏi thì em xin thưa, có công ty quả dạ mua trước rồi. Quả? Quả đây đâu phải dịch trời, đức danh là quả trên trời hiên ngang. Lâu nay ăn khế Thái Lan nên rè cho nó càng càng hơi ghê. Xem đây, quả ngập hố. Quả ơi, anh mua mê quá sức đề. Quả tệ quá đi, không mang trái nước mình. Biệt xứ dân thân anh thì thành. Anh ở đâu? Tưởng đâu có hội hồn dinh, nên anh bỏ việc cây cày anh đi. Biết mà tu lít tu ly, ta rằng ở chốn quê mình dần hơn. Nhà quê có họ có hàng, có làng có xóm lỡ làng có nhau chạy đàn đàn. Em ơi, anh đã hiểu rồi, nghe nói nè.